Một tôi đăng TikTok thì trời đột. Xe công nông IC các bạn ạ. À. Chờ cái điều, cái mít, cái xoài, cái cao su lung tung. Xe này nhỏ. Nhưng mà có cầu trượt. Ơ, à, có đây chứ. Đây là một lần. Xe này mua ngoài Hà Lan mà các bạn. Nó mơ rồi, nó gần tối. Gần tối rồi. 6 giờ kem rồi. 5 giờ kem. Xe công nông bị thúi. Hai người nó nói xe này chở ít quá. Chất thêm nữa. Thì mình đi vác cái điều nó mà bên kia nữa. Thôi nhưng này là hệ cái nông thôi, nhưng này là hệ. Ồ, nhưng nông này yên. Thì tôi ăn mà. Thôi nhưng này là nhưng mà đủ cơ bà. Này là gục rồi. Điên là lại, rồi là. Nhìn được mạng vui. Xe con nòng dàn ý xị. Có đẹp lắm màu sẽ bỏ mà chắc cái lại. Chết mà. À lắm màu sẽ bỏ chắc cái lại. Được gửi cuối năm chị tắc tơm nữ lùi à vậy nuôi cái lùi cho nó tỉnh lại lùi đi giúp bé lại đục rồi nè. Thần đây đây mày rùa bay bay thần đây đây thần lo riết tiếng này nè lầm lề hay rùa bay vật mà chơi vậy rùa lam hay chân hong hay lo gì nữa lấy nó đi một loại lại cái nồi sau ai nhúng cái nồi nào sang cái nồi. Đi lại xùm xẹt anh này, đi lại một khô anh này. Một khô nó là bẻ quý khô ạ. Cáo ta lâu sau này lẹt rẽ à lùn, nó dì ngô đoạn đấy. Ờ, mỗ nó dì ngô lục liệt tình ngạc phố. Cưa nhỏ nó cắt nhanh. Cưa lớn cắt lâu lắm. Cái tên gọi đây chứ. Giờ xe đi. Nhóc. Kia một xe nè các bạn. Okay. Mình đi quay xe kia luôn. Đi vác cái điều. Bán giá 300 đồng một cân. Khổ quá các bạn ạ. Đây này, xe không nông xanh. Tơi nữa. Hai cái cưa lớn ở bên này. Cưa xấu xí. Xe công nông bập rụng.